Hello, xin chào các em. Video này thầy sẽ làm chapter số 13 dành cho sinh lớp 1. Chúng ta sẽ bắt đầu với các em. Câu số 1 này á, thì các em nhìn đồ thị á, mình hãy nhớ là cái đồ thị hình sin nó là dấu ngã. Còn cái đồ thị cos á nó là chữ V. Nó là chữ V, mà chữ V hay kiểu chữ V cong vậy nè mấy em. Cho nên cái từ 0 tới 2pi á, đây là 2pi nè. Tại vì từ đây tới đây là pi chia 2, hiện đây là pi, đây là 2pi. Thì cái này các em thấy đồ thị là chữ V đúng không? Thì đồ thị là đồ thị cos. Rồi cos. Rồi đồ thị là đồ thị sin. Và nếu như chúng ta nhìn á thì các em thấy là ngay số 0 thì nó là 1, thì chỉ có cos 0 bằng 1 thôi. Cos 0 bằng 1 các em, cho nên nó bán là câu A. Câu số 2 là muốn cái hàm này xác định thì chúng ta có cos khác 0 và 2x khác pi chia 2 cộng kpi. Đó, cos khác 0 là x khác pi chia 2 cộng kpi. Còn này các em chỉ số 2 qua là ra pi chia 4 cộng kpi chia 2. Chỗ đây nè mấy đó. Ừ. Đợi thầy tí xíu. Là câu C. Chuẩn rồi, em hỏi mấy bạn order gì em ghi lại giùm anh đi. Khi mấy bạn đợi tí xíu. Câu số 3 này các em tìm max min bằng cách là các em sử dụng cái điều kiện sin cos á. Sin chạy từ -1 tới 1. Cho nên 2 sin sẽ chạy từ -2 tới 2. Và 2 cx cộng 3 nó sẽ chạy cộng 2 vế cho 3, nó chạy từ 5 cho tới 1. Là y. Cho nên max là 5, min là 1. Đáp án là B. Câu số 4 là mình đã từng làm một lần rồi. Muốn đường thẳng. Em để cho anh Diệu đi. Muốn đường thẳng biến hành chính nó thì cái vector pháp tuyến này nè, nó nhân với vector V này nó phải bằng 0 thì nó mới biến thành hành chính nó được. Thì các em nhân vô là 1 2 nhân 6 m là ra 6 cộng 12 m bằng 0. No, cộng 2 thôi. 6 cộng 2 m bằng 0 thì m nó là bằng -3. M bằng -3 đáp án là A. Câu số 5, phép tỉnh tiến theo vector V biến đường thẳng D thành đường thẳng có phương trình là gì? Thì cái này các em cũng làm y gan mà lúc trước thầy dạy thôi, đó là x phẩy bằng x cộng a, y phẩy bằng y cộng b. Đúng là chúng ta sẽ rút ra được x y. X sẽ bằng x phẩy trừ a là -1. Y bằng y phẩy trừ b là y phẩy -3. Và chúng ta thế vô, các em sẽ thế cái x y này nè vô cái đường thẳng d là ra 3 nhân x phẩy -1 cộng cho 5 nhân y phẩy -3 -8 bằng 0. Và nhân vô là ra 3x cộng 5y -3 -15 là -18 -18 -8 là nó ra -26. Cho nên đáp án là B. Rồi, đây là toàn bộ lời giải của chapter số 13. Chúng ta sẽ làm tốt. Bye bye.